Hello anh em, mình là Ivan. Hoan nghênh anh em đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm nhân vật của Maximon Gaming. Nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình của các anh em trong cuộc bình chọn vừa qua, cũng như những lời kêu gọi ở bên dưới comment, anh chàng Johnny K đã được lên bàn mổ xẻ sớm. Đúng vậy, Maximon có đọc hết comment đó nha. Nên các đồng râm nào lỡ bỏ lỡ cơ hội yêu cầu thì phí lắm đó nha. Còn để được tham gia bình chọn thì hãy nhấn nút subscribe để nhận các thông báo từ kênh sớm nhất. Ngoài ra, để chuẩn bị đón Tết 2021 và tạm biệt một năm Covid-2020 lắm chiêu nhiều trò báo đời hại dân, Maximon xin công bố event nhận lì xì sớm của kênh. Anh em chỉ cần like mạnh và comment trong video này, đồng thời tham gia vào fan group động ngáo của Maximon, thì sẽ đủ điều kiện được tham dự bốc thăm. Maximon Team sẽ chốt sổ sau 24 giờ kể từ khi mỗi video mới của Maximon được đăng tải. Cho nên nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất phần nha. Event sẽ được áp dụng kể từ bây giờ cho đến hết Tết Nguyên Đán năm 2021. Chi tiết thể lệ mình sẽ ghi bên dưới phần comment và phần mô tả. Chúc anh em may mắn. Ok, ta quay trở lại với video chính ngay bây giờ. Đã là một fan của siêu sao điện ảnh Johnny Cage thì dĩ nhiên phải biết đến tên họ đầy đủ của anh chàng. Đó chính là Jonathan Carrington Johnny, là một trong 7 nhân vật OG nhất dòng game Mortal Kombat, và ngay từ thở ban đầu đã là một trong những nhân vật chính được ưa thích nhất cho đến tận bây giờ. Khác hẳn với chàng võ sư thiếu lâm tự Liu Kang, Johnny có một tính cách vô cùng kiêu ngạo vì đã quen cái thói muốn gì được đó từ cái thời còn là một ngôi sao điện ảnh. Dù vậy, Raiden sớm nhận thấy lòng dũng cảm và chuộng tính chính nghĩa sâu bên trong cái bản mặt mê gái và hám lợi của Johnny. Và xuyên suốt mạch truyện của Mortal Kombat, anh chàng họ K ngày một chững chạc và điềm tĩnh hơn, trong lúc Liu Kang thì mất dần đi sự kiên nhẫn theo từng ngày. Chính vì lý do này, Johnny mới thật sự là người lãnh đạo và dẫn dắt binh đoàn của người hùng Earthrealm và một số đồng minh. Còn Liu Kang thì được Raiden ưu ái đến mức quá đáng. Mà thôi, không trách người ta được, họ là con cưng của nhà phát triển mà. Có trách thì Johnny phải tự trách bản thân mình. Vì ở thời điểm ban đầu anh chả là cái thá gì ngoài trừ một thằng hề trong mắt thiên hạ. Đúng vậy, cả thiên hạ đều xem Johnny là một trò đùa, một diễn viên có tiếng nhưng không có miếng. Giới truyền thông cho rằng những pha võ thuật trên màn ảnh của anh chàng này chỉ là fake, dàn dựng, nên anh không có tư cách tự cao tự đại. Và tất nhiên Johnny K muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình để khóa mõm dư luận. Trong lúc đợi thuyền đi đến hòn đảo của Sang Sơn, trợ lý và quản lý của Johnny đều van xin năn nỉ anh nên từ bỏ ý định tham dự giải đấu Mortal Kombat. Nhưng anh chàng vẫn cương quyết nghĩ rằng sẽ không ai đủ bản lĩnh chạm đến một sợi tóc của mình. Và lòng tự tin thái quá đó sớm mang họa đến cho anh. Vì vừa mới lên thuyền thôi, Johnny đã bị lãnh đạo của họ Black Dragon, Kano và các lính lác úp sọt vì trông anh quá chướng mắt. May mắn thay là Liu Kang cũng có mặt ở hiện trường và can thiệp. Liu Kang giải quyết bọn lóc chóc, còn Johnny thì có cơ hội trả đũa Kano. Sau khi thắng trận, cả hai làm quen với nhau và trở thành bạn bè trên suốt quãng đường còn lại. Khi cập bến, thành viên nhóm của Johnny được tăng thêm vì có sự gia nhập của Sonya Blade, một thành viên của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Cả ba được dẫn dắt bởi sự chỉ đạo của Raiden để chính thức trở thành lực lượng bảo vệ Earthrealm trong giải đấu Mortal Kombat. Mục đích ban đầu của Sonya và Cage đã thay đổi khi hiểu ra được mức độ nghiêm trọng của giải đấu sinh tử này. Nhờ vào sự thay đổi thái độ từ tự phụ sang nghiêm túc, mà anh cùng với Sonya lẫn Kano đã có thể hợp sức đánh bại Goro, một tướng quỷ bốn tay tỏa sát từ Our World. Và trong lúc Goro vướng bốn tay và hai chân với nhóm của Johnny, Liu Kang đã có cơ hội đánh bại Sang Sun trong một trận tay đôi. Sau khi gã phù thủy chủ nhà của giải đấu bị hạ gục, hòn đảo của hắn bắt đầu rung chuyển và sụp đổ. Raiden cứu được Johnny ra khỏi hòn đảo và đặt anh lên thuyền của đội Special Forces, nhưng tiếc rằng Sonya đã bị mắc kẹt lại. Trên thuyền, Johnny gặp được anh da đen Jackson Bridge, đồng nghiệp của Sonya. Sau một hồi lâu bị tra khảo về vị trí của Sonya, với bản tính của mình, Johnny chẳng lấy làm sợ hãi hay khuất phục, mà thậm chí còn luyên thuyên chém gió. Jackson tất nhiên là không tin vào những câu chuyện hấp dẫn như phim ảnh của anh chàng diễn viên này. Thế nên cuối cùng, anh da đen cho rằng tên này chẳng có đủ bản lĩnh để hãm hại Sonya, nên cũng đành trả lại tự do cho Johnny. Johnny ngay lập tức sau đó tận dụng cơ hội dựng lên một bộ phim điện ảnh kịch tính về Mortal Kombat để tiếp tục gây sự chú ý từ mọi người. Thế nhưng chàng diễn viên lại không có được số hưởng cho lắm, khi mà bộ phim vừa quay xong thì lại gặp biến cố. Trong lúc đang quay quảng cáo cho bộ phim mới của mình, Jackson Bridge đã đích thân tìm đến Johnny. Sự hiện diện của một anh lính quân sự hàng grill ở trường quay chắc chắn chỉ có thể mang lại tin không lành nào đó. Anh giờ đang đến để thứ lỗi vì đã không tin vào lời nói của Johnny. Khi nhóm của anh thu thập được báo cáo ghi âm của Sonya, thì mọi thứ cô ta nói đều trùng khớp với lời khai của Johnny. Ngay sau đó, Johnny đã bị phục kích và đánh hội đồng một cách dã man bởi đội quân của Sang Sơn, trong đó bao gồm Kintaro, Baraka, Kitana, Melina và Jay. Jackson Bridge ngay lập tức nhảy vào giữa vòng vây để giải cứu chàng diễn viên và đẩy lùi nhóm người đang quẩy nát cả cái phim trường này.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như anh Jay đang mong muốn. Khi mà Kintaro, một Shokan hùng mạnh của Our World xuất hiện, hai người cố gắng cầm cự cho đến khi Raiden mang viện binh đến giải vây. Không dễ dàng chấp nhận thua cuộc, Sang Sơn một lần nữa đề nghị một giải đấu Mortal Kombat lần thứ 2 để quyết phân thắng bại trên sàn đấu. Và tất nhiên Johnny Cage, sau khi bị bọn quân Our World chơi xỏ và làm nhục bản mặt ngay tại trường quay của mình, đã quyết tâm tham gia vào đội của Raiden và ghi danh vào Mortal Kombat. Vào giây phút cao trào nhất của giải đấu, Liu Kang lại một lần nữa chứng tỏ bản thân mình là đấng cứu thế của Earthrealm bằng một trận đấu sinh tử với chú quỷ Shao Kahn. Kết cục là Liu Kang đã thắng. Tuy nhiên không phải lúc nào kẻ thắng cuộc cũng là người quyết định số phận về sau. Đặc biệt là khi bên phe thua toàn là những kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Shao Kahn một khi hồi sức từ trận đấu với Liu Kang liền tổ chức một cuộc tổng xâm lược Earthrealm và hệ lụy của nó chính là cái chết của Johnny Cage. Trong cái rủi có một chút cái may, vì nhân giới đang chìm trong biển lửa của chiến tranh, mọi trật tự đều hỗn loạn cả lên. Do đó linh hồn của Johnny không thể bay về miền cực lạc và buộc anh phải quay về với thể xác. Anh chàng diễn viên được sống dậy để tiếp tục chiến đấu, nhưng anh thừa biết đây chỉ là một sự sống tạm thời. Một khi con người đã nếm được mùi vị của cái chết nhưng may mắn trở lại, ánh mắt nhìn đời của họ sẽ lập tức thay đổi. Và thời gian đối với họ là quý hơn bất cứ thứ gì trên đời. Johnny Cage của chúng ta cũng không ngoại lệ. Với ít ỏi thời gian lưu luyến tại trần gian, anh chàng đứng lên lãnh đạo những chiến binh thiện chiến của Earthrealm để chống lại quân xâm lược. Nếu như Marvel có Captain America thì Mortal Kombat có Johnny Cage. Dù Liu Kang một lần nữa tận tay hạ gục Shao Kahn lần thứ hai, Maximum sẽ tặng danh hiệu MVP cho chàng diễn viên họ Cage. Một khi Earthrealm đã quay trở về trạng thái nguyên vẹn của nó sau cuộc xâm lăng, linh hồn của Johnny dĩ nhiên liền bị triệu hồi về thế giới bên kia. Johnny ở trên thiên đàng nhìn xuống mặt đất mà tràn trề thất vọng, khi công sức bảo vệ và chiến đấu của mình đều chỉ là công cốc. Hết chú quỷ thì đến được Old God tha hóa Sinnoh tấn công quê hương của anh chàng. Sinnoh giờ là chúa tể của Netherrealm, đang tận dụng sự suy yếu của Earthrealm và Our World để trỗi dậy thâu tóm cả hai. Johnny tìm đến Raiden để nhờ ông khôi phục linh hồn của mình thành một thân thể bằng xương bằng thịt để có thể quay trở lại chiến đấu. Và cũng y hệt như lần trước, Johnny tận dụng hết tất cả những gì mình có lần này để đóng góp cho đội quân kháng chiến của Earthrealm. Nhưng điều kỳ lạ là khi Sinnoh bị đánh bại, phép màu của Raiden đã không biến mất. Johnny đã được hồi sinh vĩnh viễn và không cần phải quay trở về với chúa nữa. Nhân giới giờ tận hưởng được sự ôn hòa và bình yên trong một giai đoạn dài sau cái chết của Sinnoh. Johnny quay về với cuộc sống làm siêu sao của mình. Nhưng thâm tâm anh đã không còn đam mê nghề như trước nữa. Bộ phim mới của anh được đặt tên là Mortal Kombat: The Death of Johnny Cage. Nó dựa trên kịch bản mô phỏng Johnny là một người hùng chết đi sống lại nhiều lần để cứu thế giới. Nếu như Johnny của trước đây thì anh sẽ vô cùng sẵn lòng giành lấy vị trí spotlight này. Thế nhưng Johnny của hiện tại thì cảm thấy nó vô cùng vô nghĩa. Anh cảm thấy nhân vật của bản thân chẳng có chiều sâu gì ngoài cái mã bên ngoài. Nó khác xa với trải nghiệm đời thật của anh, nên Johnny đã muốn từ bỏ, nhưng lại bị ràng buộc bởi hợp đồng mình đã ký. May mắn thay, đấng cứu thế đã đến giải thoát cho Johnny khỏi cơn ác mộng làm siêu sao. Người này không ai khác ngoài Raiden. Ông đến để chiêu mộ Johnny để trợ giúp chống lại sự hợp tác tai ương giữa Quan Chi và Sang Sơn. Một cái cớ đủ lớn để Johnny thoát khỏi hợp đồng mà anh không phải đền một xu nào. Anh chàng còn háo hức nghĩ rằng mình sẽ tự đóng một bộ phim mới từ chuyến phiêu lưu lần này. Nhưng Johnny đâu biết lần này sẽ là nhiệm vụ một đi không trở lại. Sau khi hạ dù xuống hòn đảo của Sang Sơn nơi Raiden triệu tập các chiến binh chuộng hòa bình, thì Johnny mới ngỡ ngàng thấy sự vắng bóng của Liu Kang. Hóa ra chàng võ sư Thiết Lâm Tự đã bị ám sát ngay từ ban đầu bởi Sang Sơn và Quan Chi. Nhưng đây không phải là lúc thương tiếc, đây chính là thời khắc của hành động. Johnny chẳng chần chừ gì thêm và lao thẳng vào Our World để trợ giúp cho các đồng minh. Vì vắng đi võ sĩ mạnh nhất của Earthrealm trong cuộc chiến này, thương vong và mất mát đã tăng lên một cách đáng kể, và Johnny cũng là một trong các chiến binh đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường. Cuộc đấu tranh thảm bại do Raiden lãnh đạo lần này đã dẫn đến một hậu quả khôn lường, đó là sự hồi sinh của vua rồng Onaga và đội quân bất diệt của hắn. Raiden đã cố gắng sử dụng phép thuật tự hủy để tạo ra một vụ nổ năng lượng ánh sáng nhằm tiêu diệt Onaga nhưng đã thất bại. Tất cả những gì vụ nổ đã làm được là càn quét hết đám lính lát của Onaga. Tuy nhiên Raiden đã quên ở trên bãi chiến trường đã có sẵn những xác chết của các chiến binh của hai phe. Onaga dễ dàng thay thế đám lính não bé đó bằng một binh đoàn xác sống từ thi thể của Johnny Cage và các đồng minh. Mãi về sau khi mà Shuchinko huy động những chiến binh từ khắp mọi vùng để tập hợp để hạ gục Onaga, thì Johnny Cage mới được giải thoát khỏi trạng thái tẩy não bởi Ermac. Raiden từ thời điểm này đã hồi sinh trở lại sau khi nguồn năng lượng từ vụ nổ ánh sáng kể trên quy tụ. Nhưng đây không còn là một Raiden nhân từ và điềm tĩnh như lúc xưa. Vì ít nhiều gì, các năng lượng phát tán ra đã bị tha hóa bởi sức mạnh của Onaga. Raiden đã trở nên hung bạo hơn xưa và sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Earthrealm khỏi nguy hiểm, kể cả khi đó là loại trừ hoặc giết chết một ai đó để phòng trừ tai họa.
Ông hồi sinh Liu Kang dưới dạng một xác sống để thi hành mọi mệnh lệnh của ông, chứ ông không cần một người đồng hành nữa. Johnny Cage trở nên cực kỳ thất vọng vì Earthrealm không còn một vị lãnh đạo chân chính. Và trong cơn buồn sầu đó, chàng diễn viên bỗng nhìn thấy được các viễn cảnh tiên tri về Sinnoh. Hắn ta đang mở ra vô số các cánh cổng kết nối của thế giới để chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Kế hoạch đó là gì thì Johnny Cage không cần biết. Anh có linh cảm nó chắc chắn không phải là điều gì tốt lành, nên anh liều mình đi trinh thám một cách đơn thân độc mã. Tại vị trí của cánh cổng pháo đài nơi Sang Sơn ngự trị, Johnny đã xác nhận được rằng viễn cảnh mình nhìn thấy là sự thật. Quan Chi và Sinnoh đang lên kế hoạch chiếm đoạt pháo đài của Sao Khang bằng vũ lực. Một khi Quan Chi rời đi, Johnny tận dụng cơ hội này để tấn công Sinnoh. Vì có được yếu tố bất ngờ, Johnny đã nhận được lợi thế kèo trên, nhưng Sinnoh chẳng hề quan tâm đến việc chấm dứt cuộc chiến mà thả bom khói rời đi. Hiểu được tình hình của thế trận, anh chàng họ Cage quyết tâm trở về đất liền để tập hợp và đoàn kết tất cả các chiến binh thiện chiến còn lại, trong đó bao gồm Nightwolf, Sub-Zero và Kenshi, để chiến đấu chống lại thế lực của bóng tối. Và vào thời khắc đỉnh điểm, Forces of Darkness và Forces of Light lao vào một cuộc tử chiến ở dưới chân kim tự tháp Argus. Người duy nhất thắng cuộc chiến sẽ là người quyết định số phận của mọi vùng đất. Johnny đã kiên cường chiến đấu chống lại những tên đầu sỏ như Darius và Kano. Nhưng khi chạm mặt Sao Khang thì anh nhanh chóng ăn một búa và bay xa múc chỉ. Tuy nhiên đó không phải là một đòn knockout anh bạn siêu sao của chúng ta, bởi vì khi đến hồi kết của trận chiến tại đỉnh kim tự tháp, chúng ta có thể thấy Johnny đã ăn một đòn brutality lìa đầu bởi một nhân vật nào đó ở bên dưới chân tháp. Và đó chính là tất cả những gì chàng Johnny Cage đã trải qua trong timeline đầu tiên của tựa game Mortal Kombat. Dù đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội kháng chiến của Raiden, cũng như là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm, Maximon hơi thất vọng là chẳng có ending nào của Johnny Cage trong cả chuỗi game là chính thống cả. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi sau khi Raiden sử dụng tuyệt kỹ Hack Timeline và quay trở về quá khứ. Tại timeline mới, vai trò của Johnny không những sẽ được tô đậm hơn mà còn được vinh danh là người hùng cứu nhân loại. Kể cả Sinnoh cũng phải hoảng sợ trước sự tồn tại của Johnny cơ đấy. Nhưng mà nó sẽ là một câu chuyện cho một video khác. Giờ thì cảm ơn các anh em đã xem hết video này. Nếu đã có tâm xem đến tận phút này thì ngại gì mà không thả một like cho video và tặng một sub cho kênh. Sau khi sub rồi thì được tham gia bình chọn nhân vật kế tiếp đấy nha. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.